Hello, xin chào, mình là Kiều Diễm và chúng ta lại với nhau trong hôm nay có gì hot ngày 25 tháng 3 với những tin tức công nghệ cực kỳ nóng hổi không thể bỏ qua. Ngay sau khi giới thiệu không được bao lâu, chiếc iPhone 7 Plus phiên bản màu đỏ đã được xách tay về với thị trường Việt Nam thông qua hệ thống điện thoại vui. iPhone 7, 7 Plus Press Special Edition được tung ra nhằm kỷ niệm 10 năm hợp tác giữa Apple và Red, một tổ chức đóng góp cho quỹ toàn cầu nhằm đẩy lùi tệ nạn HIV/AIDS trên toàn thế giới. Bên cạnh những thiết bị sắp tay thì các đại lý như Chevronet và FPT Shop đã được phép đặt hàng bộ đôi cực hot này rồi đấy. Mặc dù đã thu hồi Galaxy Note 7 được một thời gian khá lâu rồi, nhưng có vẻ như người dùng vẫn còn quá lưu luyến siêu phẩm số nhỏ này. Chính vì vậy, Samsung đã quyết định sẽ tung ra bản cập nhật để chặn khả năng sạc pin của Note 7, ép người dùng mang đi đổi trả. Nói chung là bạn nào còn giữ thì nên mang đổi đi, không thôi thì đừng update nha. Một động thái khác thì mới đây, Samsung đã bắt đầu tung ra bản cập nhật Android 7.0 Nougat cho thiết bị Galaxy Note 5. Thiết bị dù đã ra mắt 2 năm nhưng vẫn được coi là một flagship dòng Note. Với phiên bản này, Galaxy Note 5 hứa hẹn sẽ có hiệu năng tốt hơn, nhiều tính năng thú vị hơn. Vì vậy, nếu ai đang sở hữu thiết bị này thì hãy cập nhật ngay bây giờ. Cũng mới đây, công ty sản xuất smartphone Hàn Quốc này đã trình bày một loạt nguyên mẫu đồng hồ thông minh mang thiết kế hoài cổ, được kết hợp với nhà thiết kế Ivan Apa thực hiện. Và ấn tượng nhất có lẽ là chiếc đồng hồ quả quýt được lấy cảm hứng từ Gear S3, nhưng vẫn được trang bị màn hình cảm ứng với kiểu dáng kim loại hiện đại. Hai mẫu còn lại thì một mẫu được lấy thân hình của Gear S3 nhưng thay linh kiện bằng các linh kiện cơ khí từ Thụy Sĩ. Mẫu còn lại được thay đổi thiết kế với viền hầm hố hơn rất nhiều, nếu bán ra chắc giá cũng sẽ cao lắm đây. Trên đây là những tin tức hot nhất trong ngày hôm nay. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong hôm nay có gì hot tuần sau. Bye bye.